Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bếp Chiến. Anh, sau phần 1 anh đã hành hạ em rồi thì anh muốn làm cái gì nữa, anh nói luôn đi anh. Thế cho em chơi tiếp một cái thử thách nữa. Nữa hả? Đúng rồi. Trời ơi, anh là đầu bếp ha, thì anh là người hành tay vậy anh. Không đi chợ thì phải có cái khác bù vô chứ đâu phải là đơn thuần là vô Bếp Chiến là cái phải ăn. Anh ghi lại trong sổ tay anh là lần sau đi chợ nha. Vậy hả? Lần sau đi chợ không rồi? Vâng, em sẽ nhớ mạnh lần sau đi chợ nha. Anh sẽ đáp ứng như của em là lần sau sẽ được thử thách là đi chợ. Rồi. Ở thử thách này mình là mình sẽ rang bắp. Này gì vậy? Bắp á hả? Ừ. Mình có cho nổ ra. Có bột không ạ? Ha. Và chúng ta sẽ sử dụng một vợt để hứng. Ủa sao cái bự cái nhỏ vậy? Cái bự sẽ dành cho người chiến thắng. Còn cái nhỏ dành cho người thua. Trời đất, quỷ thần thiên địa. Tức là bỏ này chảo nóng bỏ vô cái. Đúng rồi, bỏ vô là nó bung vô hứng cho liền. Rồi. Ủa nó bắn dữ không anh? Cũng tùy. Bắn mặt không? Thì anh sẽ hỗ trợ em bằng một cái kiếng để đeo vô, đúng không? Rồi, một cái tập về đeo vô, rồi cộng với lại một cái bao tay. Hèn chi thấy vô đầu tiên có cái này dưới đây để đây nãy giờ. Đúng nè. Rồi, đâu ai nghĩ mà vô đây mà lại có đeo băng kiếng với cái nguyên chính hàng nè. Ừ. Thì nói không? Đã có thêm cái này nữa nè. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Nó văng quá rồi, lấy che lại. Bây giờ đếm nha. 3 2 1 bắt đầu. Tạo hình mình hay không? Giống Captain America không? Vậy Thanh cứ vô chơi trò chơi đi. Giống như mình không phải là bầu bếp nữa, mình là điệp viên. Em đứng ngay xong rồi vô mình tìm đồ lập trình. Thanh mình hứng đồ. Chung với Thanh. Sao mình xin đỡ đạn? Bà có đi lộ phim trường. Anh xin động không khí thôi mà. Đó. Mình không cần đối xử anh như vậy không? Ừ, phải đối xử, phải chết chương trình đó. Vô đi. Mà thấy được hả? Ừ, cái chuyện đó. Trời ơi, cái này đâu có văng lên. Không được rồi, bây giờ anh phải lập trình cho nó. Chiếu tia đó. Tôi cho Thanh vào kinh ngạc quá nha. Đứng nghe nhìn tôi nha. Đứng nghe mình sẽ bị đơ. Mình lên thiên chinh chinh. Làm vui không khí. Đó. Lên đây. Không hiểu cái nào á. Ây da. Ôi. Sao có nó cứ lên. Lên gương. Lên sao nó không bay lên mà nó nằm trên nền đóng vậy. Thôi để Hành quy một. Trời ơi, cái bắn tứ tung nè. Chương trình chuẩn bị nha. Nhìn thấy anh nha. Nó lên nó nằm dưới đó không à. Tôi hứng tôi không biết mà. Lên. Anh hiểu rồi. Quá nhiều dầu nó bị dầu nó kéo xuống nằm lại. Không nhảy ra được. Xuống đi. Đó không gian nó mà không gian ấy. Ấy đó sao mà được. Ôi ôi thì sao mà bắn. Ôi được bắn trắng rồi. Rồi đây cưng. Đứng luôn bên kia. Thành quá được có 4 cái à. Để đứng chờ luôn nè. Ôi này thôi. Đuôi cục nè. Bắt cua heo bị gì á. Mình giống như đang chờ xung lụng. Bỏ tay mà đưa. Sao mệt quá. Anh ơi. Vô đi anh ơi. Chào anh. Sau khi anh đứng ở ngoài anh nhìn hai em hứng ha, và anh đã đếm được hứng được bao nhiêu cái đâu. Còn... nè anh hứng được quá trời luôn nè. Đó thôi em ăn gian của em bẻ ra rồi đúng đâu không? Nè em hứng nè 1, 2 nè, 3 nè, 5 nè. Thì là anh thấy Sĩ Thành hứng được 3 cái đây. Còn Will hứng được 1 cái mà Will đã cố tình ăn gian bẻ ra rất là nhiều cái. Tự bỡ rớt nó bỡ vậy suy tán. Ra là phần thắng lại tiếp tục nghiêng về phía bên khách mời. Bây giờ là đến cái phần mà quan trọng đó là cái phần của anh nấu. Anh nấu hả? Nghỉ khỏe, hai mình nghỉ. Rồi, đi dọn đi, dọn đi, mệt quá. Cảm ơn anh nha. Đi rồi, nấu đi anh. Sao kỳ vậy, tự nhiên bỏ đi hết vậy. Nhưng mà không sao, mình làm thôi. Một lát nữa mình sẽ hài lại. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn món là bánh bắp ngò. Nguyên liệu chính vẫn không thể thiếu đó là bắp. Trước tiên là chúng ta sẽ cho bắp vào trong tô. Để cho nó kết dính thì chúng ta cho một ít thịt vào. Kế tiếp, một ít hành tím, ít tỏi.
Bít, hành, lá. Cái nguyên liệu mà không thể thiếu đó là ngò. Các bạn cắt nhuyễn ra. Bít, trứng gà cho vào. Bột mì 2 muỗng. Sau cùng là gia vị, hạt nêm ha, tiêu bỏ vô. Bây giờ là trộn lên thôi. Rồi chúng ta sẽ bật lửa lên. Nhưng mà kỳ này chúng ta sẽ làm là cái dầu rất là ít. Các bạn muốn bánh mình nó đẹp không? Tròn thì tròn. Chúng ta có thể kiếm một cái khuôn như vậy. Còn dễ hơn nữa, các bạn ép mỏng nó ra. Xong các bạn lấy một cái miệng ly ịnh vô. Rồi bây giờ chuyện đơn giản thôi. Để cho nó chín hết các bạn ha. Đậy nắp lại. Mà lửa lúc này sẽ là lửa vừa thôi nha các bạn. Thôi, coi như là đã chín rồi nè. Để vào đây cho nó ráo dầu chút xíu. Bây giờ chúng ta cho một ít sốt mayonnaise lên. Một ít tương cà. Một ít tương ớt. Dưa leo lên nè. Ha, cà chua vô. Xà lách vô. Vậy là đã hoàn thành món bánh bắp ngọt. Món thứ hai của mình đó là bánh mì tôm bắp. Bây giờ tôi sẽ cho vào trong tô. Một ít hành tím, một ít tỏi, hành lá xanh xanh. Cái chính vẫn là chả cá nha các bạn. Sau cùng là tôm, vẫn là hạt nêm. Rồi tiêu, trộn đều lên. Rồi các bạn nhớ trộn khi nào mà nó dai, thật dai, nó dẻ dính lại với nhau. Trong lúc mình làm này thì tôi đã mở một cái lửa cho thật là nhỏ để cho dầu nó vừa đủ nóng. Nó đã dai rồi nha các bạn. Đó là chúng ta sẽ thoa lên cho bánh mì. Bây giờ bánh mì mình sẽ cắt lát nó ra. Nhớ là đừng có thoa quá dày thì phần thịt ở trong á, khi các bạn chiên ở ngoài nó vàng mà ở trong nó vẫn chưa chín kịp nha. Cái phần bắp này nè, các bạn phải bào cho thật là mỏng thì nó mới mau chín. Rồi bây giờ là dầu cũng đã vừa đủ nóng rồi. Thả vô. Nhớ là khi chiên các bạn chiên đừng có chiên lửa nhỏ quá, cũng đừng chiên lửa lớn quá nha. Vì lửa lớn quá thì nó sẽ bị khét mà chưa chín bên trong. Còn lửa nhỏ quá thì cái phần bánh mì nó sẽ bị ngậm dầu. Nhớ là gấp ra để cho nó nghỉ chút xíu rồi chúng ta sẽ chiên lại một lần nữa. Rồi bắt đầu nha, cho vào lại. Vậy là các bạn thấy nó vàng hết đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ pha sốt. Một ít sốt ăn kèm, mayonnaise, tương ớt, tương cà. Tôi sẽ cho một ít cái ngò rí vô, cắt nhuyễn, trộn vào. Bây giờ chúng ta xếp bánh mì lên. Vậy là mình đã hoàn tất được món bánh mì chiên tôm bắp. Người ta có vẻ có màu sắc hơn bên đó đó. Ngại tôi hả? Cũng phải ăn chung với tôi mới cam tâm.